Hello, Lisa kính chào toàn thể quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay là ngày thứ sáu, 11 tây, tháng 5, năm 2018. Chương trình Khai Dương Trí số 336 bắt đầu. Trước khi vào chương trình, Lisa kính mời toàn thể quý vị và các bạn thân mến hãy nghe một bài nhạc mọi người ở tại Việt Nam, anh, em, chị, dì, cô, bác đều sẽ mơ một ngày mà quê hương Việt Nam không còn lũ cộng sản. Mời quý vị và các bạn nghe bài nhạc Anh Vẫn Mơ Một Ngày Nào Quê Hương Của Ta Không Còn Bóng Cộng Sản. Rừng già
mái nhà cờ vàng bay phất phơ. Xin tái ngộ cùng toàn thể quý vị và các bạn thân mến. Bản tin đầu tiên mà ngày hôm nay Lisa muốn gửi đến cho quý vị và các bạn đó là tin ba sạch. Chị Lisa ơi, hôm nay là ngày 11 tây tháng 5 2018. Em xin cung cấp cho chị những tin như sau. Liên minh ba sạch tiếp tục ghé thăm công ty gỗ Hòa Bình ở tại biên quan. Đất nước thật sự đã lâm nguy, cho nên anh em liên minh ba sạch Sài Gòn, Bình Dương và Đồng Nai đã bắt đầu dấn thân và không thể chùn bước lại để nghỉ ngơi trên những thành quả ba sạch đạt được trong những ngày vừa qua, mà phải mạnh tay một cách triệt để hơn nữa. Do đó, cho nên anh em chúng tôi hôm nay lại quyết định tiếp tục ra tay với công ty gỗ Hòa Bình tại phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai. Một trong những công ty gỗ lớn đã tiếp tay với lũ Đặng Đĩ và Tàu Cẩm hủy hoại, tàn phá rừng và môi trường của đất nước Việt Nam. Với sự cộng tác của chính một số anh em nhân công tại đây, một chiến sĩ lão thành của ta đã đột nhập và khai quả thành công tại xưởng gỗ của công ty vào lúc 11 giờ 45 trưa ngày 10 tháng 5 2018. Đám cháy quá bất ngờ nên đã gây ra một sự hỗn loạn. Tại hiện trường, lửa bùng cháy lên rất là dữ dội, cột khói đen nghịch bốc cao lên cuồn cuộn từ sau nhà xưởng gỗ. Ngọn lửa sau đó đã cháy lan sang xưởng sao bơm sơn bên cạnh. 5 xe chữa cháy cùng hàng loạt thang đầu bò đã được điều động đến, nhưng mãi đến gần 14 giờ ngọn lửa mới bị khống chế. Tại thời điểm này, mái tôn bên trong nhà xưởng đã bị đổ sập hoàn toàn. Nhiều đồ đạc máy móc bị thiêu rụi tan tành. Riêng chiến sĩ lão thành của ta đã được anh em đưa ra để mà thoát khỏi hiện trường một cách an toàn, bí mật. Thật là ba sạch tuyệt vời. Xin chị hãy nên biểu dương các anh em và cho mọi người hãy tiếp tục cùng tham gia vào chiến dịch của những chiến sĩ thầm lặng trong bóng đêm. Cảm ơn các em. Chị cảm ơn các em nha. Song song với tin ba sạch thì ở tại Đồng Nai, hai thằng công an đã bị đập cho tơi tả chị ạ. Hai thằng chó đẻ đầu bò công an đã bị thanh niên đánh nhập viện chị ơi. Khi tới quán cà phê, hai thằng chó đẻ công an bất ngờ bị tất cả những anh em thanh niên xông tới đánh tới tấp khiến trọng thương. Ngày 10 tháng 5, công an huyện Long Thành đang phối hợp cùng tất cả những thằng công an đầu bò để mà tìm cách điều tra những thanh niên tấn công những thằng, hai thằng công an phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng vô cùng nguy kịch. Theo công an huyện Long Thành, chiều 6 tháng 5, Thượng úy Trương Quốc An và Thiếu úy Phạm Thanh Phương là chiến sĩ của đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an huyện Long Thành vừa tới quán cà phê để mà ngồi uống nhâm nhi thì tự nhiên bất ngờ kể như một đám thanh niên bắt đầu xông tới và cầm chai bia đâm túi bụi, đập vào đầu, đập vào lưng, đập vào cổ khiến cho hai thằng công an phải đi cấp cứu tại bệnh viện. Người dân thấy vậy chạy tràn ra và đã chở đi. Công an đã lấy lời khai nhân chứng điều tra rõ bước đầu, lực lượng đang xác minh những đối tượng
đã đắt hai thằng công an nhập viện. Những người nào đã tham gia vào để mà đập hai thằng công an này, hãy nên ẩn mình sâu cho chị. Tất cả những người dân trong thời điểm này công an hoành hành như vậy mà còn chở nó đi cấp cứu để làm cái đéo gì? Cho nằm chết mẹ ở ngoài đường luôn. Từ đây về sau những thằng chó đẻ công an nó đâu có coi dân ra cái gì. Cướp đất, cướp nhà của dân mà tại sao người dân lại như vậy? Lũ chó đẻ xuống điều tra ăn cướp thì mọi người dân nói tôi không có biết gì hết đó. Ở trong nhà nghe la, ở ngoài chạy ra thấy tụi nó đi hết trơn rồi. Tuyệt đối không cung cấp bất kỳ một cái tin tức gì. Bởi vì những người mà được phải đương nhiên mà đánh hai thằng chó đẻ công an này. Bởi hai thằng công an này cũng là bắt đầu là chụp mũ du cáo khốn nạn. Cho nên người ta mới đập. Chứ đâu phải khơi khơi mà người ta đập. Cho nên toàn dân Việt Nam đến thời buổi này phải nên đoàn kết với nhau. Mà không có cung cấp bất kỳ một cái gì cho những thằng chó đẻ điều tra. Cộng sản nó đè đầu cởi cổ được là bởi vì nó lấy những cái thông tin từ người dân. Chứ nó chả biết cái đéo gì. Cho nên một khi lòng dân đã đoàn kết với nhau thì không cho nó tìm ra manh mối. Nha. Còn ai ngục, còn ai ngu mà cung cấp cho nó thì coi chừng sau này chính mình cầm cục đá đập vào chân của mình. Chỉ vậy thôi. Nha. Chị ơi là chị, trời ơi là trời, khốn nạn quá chị ơi. Tao nói vấn đề là thằng Tàu Cộng nó cho ăn đồ độc đã đời rồi. Rồi bây giờ nó không muốn cho Pháp vào Việt Nam. Cho nên nó cho trái bệnh viện Việt Pháp luôn chị ạ. Hàng trăm công nhân quảng hốt lấy xe máy tháo chạy chị ơi. Trời ơi là trời. Bằng chứng là một thằng Tàu Khửa vừa đi vào bệnh viện Việt Pháp xong đi ra. Thì tự nhiên đám cháy đã xảy ra bất ngờ tại tòa nhà đang xây dựng thuộc bệnh viện Việt Pháp ở Hà Nội chị ạ. Khiến khói đen nhuộm kín con phố cùng khu tập thể lân cận, hàng trăm công nhân đã hốt hoảng lấy xe máy chạy khỏi hiện trường chị ơi. Trời ơi, khốn nạn vô cùng đó, để cho những này là lũ chó đẻ, những này là kêu bằng là nó cho thằng Tàu cắm vào đi chị ạ. Đây là âm mưu của tình báo Hoa Nam nè chị ạ. Các bạn coi đó. Bên bệnh viện Việt Pháp người ta vô người ta trị bệnh ung thư rồi cho người dân Việt Nam. Mà bây giờ cái lũ Tàu Cộng bắt đầu là nó đốt bệnh viện Việt Pháp. Tất cả tin này phải đưa cho Pháp biết. Báo cáo luôn, đây là của thằng Tàu làm. Thằng Tàu làm, không ai làm hết trơn. Chó đẻ Tàu nó làm bệnh viện Việt Pháp, nó đốt bệnh viện Việt Pháp. Các bạn thấy khốn nạn ghê. Nó không có muốn cho vấn đề là người ta cứu người dân Việt Nam. Các bạn thấy khốn nạn ghê không? Nó quá ác tâm. Trời ơi chị ơi là chị, mẹ nó ra nó khốn nạn vô cùng chị à. Chị ơi là chị. Chị ơi chị, bây giờ vấn đề là kêu bằng là hả, hàng loạt cán bộ kiểm lâm đột ngột xin nghỉ việc chị ơi. Ta nói nó vui như ngày trễ hội. Ngày hôm nay đã có hơn 10 thằng cán bộ kiểm lâm ở Quảng Nam đã liên tiếp nộp đơn xin nghỉ việc do áp lực công việc. Mẹ nó ra sợ bị điều tra đem hết ba cái cây gỗ mẹ bán lậu gỗ xẻ rừng Việt Nam rồi bây giờ bà đặt xin nghỉ việc. Nghỉ gái mẹ tôi bay. Tất cả những thằng kiểm lâm này phải điều tra ra nhà cửa của nó. Thằng chó đẻ nào mà nộp đơn là nắm đầu thằng đó nhốt vào tù ngay tức khắc. Bởi thằng nộp đơn chính là thằng phá hoại rừng của Việt Nam và đem buôn bán lỗ gậu, đem gỗ lậu. Đừng có bà đặt mà xin nghỉ việc. Tao mà ở Việt Nam tao cho tao bay xin nghỉ việc. Bà đặt áp lực công việc. Bây giờ ăn không được rồi hả? Bây giờ giọng sợ bị lộ ra rồi bắt đầu là nộp đơn xin nghỉ việc, áp lực công việc. Từ đó tới giờ mười mấy năm nay ăn giọng nhà xây lên biệt thự đã đời rồi, không có áp lực công việc. Bây giờ bắt đầu là thằng trọng lũ đốt lò rồi bắt đầu là cho thanh trần hết biệt thự này tới biệt thự nơi kia. Các bà đặt giá bộ nộp đơn. Chị còn nghe nói là bây giờ vấn đề là đưa con cái chạy mẹ nó qua bên Mỹ này nè. Để mà vấn đề là kêu bằng là xin để mà vấn đề là ở lại Mỹ kết hôn. Hôm qua có thằng con của Kiểm Lâm hay sao không biết nữa. Vô các bà đặt đưa mặt xì tin dâu ra cười với chị. Hello em khỏe không nè? Cái tao nói em khỏe nè. Cho nên nè, anh không phải gia đình của cộng sản mà chỉ là con của Kiểm Lâm thôi. Cho nên những này là anh qua bên Mỹ du học có gì em có thể kết hôn với anh không nè. Tao nói nè, đưa 50 triệu đô la ra đây tao kết hôn cho. Cái mẹ tao nhơi đầu tao bây cho đồ mất gì hay vậy tao. Khốn kiếp. Trâu bò.
Trời ơi là trời, nó vô nó đốt cái bệnh viện Việt Pháp luôn chị ơi. Hàng trăm công nhân những đây là kêu bằng là hoảng sợ chị ạ. Khốn nạn vậy đó, mất dạy vậy đó. Chị ơi, chị nó đề xuất lập trạm bót không cần hỏi ý kiến của dân, không cần cách 70 km, chỉ cần muốn mở trạm bót là cứ mở ra thôi chị ạ. Người dân Việt Nam mà cứ vậy hoài thì nó cứ việc nó tha hồ, nó đè đầu cởi cổ. Tây Ninh chặn xe chở cát, hai phụ nữ đề nghị phạt tối đa 30 tháng tù, cứ đem nhà tù ra mà hù dọa người dân như vậy đó. Thanh tra chính phủ đã thanh tra là cho biết rằng khoảng 5 tỷ đô la ngân sách đã chi sai mỗi một năm đều lọt vào túi của những thằng quan tham. Tất cả là do bộ chính trị, tất cả là do tụi bay độc tài, cho nên những thằng chó đẻ ở dưới nó mới lậm quyền như vậy. Khỏi cần phải nói nhiều. Khỏi cần phải nói nhiều nha. Chủ tịch Lọc Dầu Dung Quốc Nguyễn Hoài Giang 7 tháng mà chỉ có mới vào làm việc 7 tháng, tự nhiên lên phó phòng, tự nhiên dọt lên làm tổng giám đốc luôn. Có thể thằng Nguyễn Hoài Giang này là có thể là tàu cộng cài vào. Trong khi đời dân người sống kinh tế đang cục quạ như vậy, tiền bạc không có, thì bây giờ đảng cộng sản bắt đầu là thanh trừng đốt lò lên, cho nên tất cả mọi người không có đủ tiền để tham nhũng nữa, ai ai cũng nộp đơn từ chức, thì bộ chính trị xanh lè mặt mày chị ơi, cho nên yêu cầu trả lương bộ trưởng tương đương giám đốc tập đoàn lớn như Singapore có thể lên tới 1 tỷ đô la cho một năm chị ạ. 1 tỷ đồng cho 1 tỷ đồng Việt Nam cho một năm. Các bạn thấy không? Vậy nó quảng lên rồi đó. Quảng lên nó vậy đó. Các bạn thấy không? Tất cả những người dân Việt Nam đều là vấn đề là kêu bằng đó là mẹ. Khẩn báo chị ơi, dân quan xã Hòa Hội đang quan mang lo sợ tột cùng, xin cộng đồng ở nước ngoài và trong nước giúp đỡ. Tất cả mọi người đồng lòng với nhau. Nha, đồng lòng với nhau. 7 người phụ nữ chặn xe chở cát bị đưa ra tòa chị ạ. 7 người phụ nữ cùng ngụ ở ấp Tân Tiến, xã Tân Phú, huyện Tân Châu, Tây Ninh phải hầu tòa sau khi chặn xe chở cát chạy trên đường gây ô nhiễm và nguy hiểm cho các phương tiện khác. Dòng họ bà con của 7 người phụ nữ này phải phản đối tới cùng cho chị. Phải làm tới cùng cho chị. Không được quyền những này là kêu bằng đó là mẹ nó ra, những này là buông tha. Chị ơi, bây giờ phe phái nó bắt đầu là bắt đầu là đấu đá lẫn nhau rồi chị. Sau khi mà xây hàng loạt tượng đài của Hồ Chí Minh rút tiền của dân rồi, bây giờ nó còn bà đặt nó họp để mà nó yêu cầu là phải xây tượng của Lạc Long Quân, Kinh Dương Vương, rồi xây tượng của Quốc Tổ, tượng của Vua Hùng nữa chị ơi. Có nhiều ý kiến bắt đầu là kêu bằng là cho biết rằng là bây giờ xây tượng Hồ Chí Minh để mà rút ruột thì nó đã bị lộ ra quá rồi, bây giờ không còn xây nữa. Những nơi nào, những tỉnh lỵ nào có tượng đài của thằng Hồ Chí Minh thì bây giờ nó tìm cách để nó đẻ ra, nó xây tượng Quốc Tổ Hùng Vương, xây tượng Lạc Long Quân, xây tượng Kinh Dương Vương nữa chị, để mà gom tiền thuế của người dân nữa. Đúng rồi đó, biết là ở trong một cái tỉnh đó tao bay xây hết cho tao, xây mẹ nó lên hết trơn luôn. Nghe nói ở đâu đó, ở Sóc Trăng đó, mẹ nó ở đâu đó, mẹ xây cái tượng của thằng vấn đề là Quang Vũ đó, để mà vấn đề là kêu bằng là trông coi luôn nữa. Đó, tao nói mẹ nó bài vẽ ra vậy đó. Người dân Việt Nam mà cúi đầu đi, sống trong một chế độ khốn nạn nó vậy đó, mất dạy nó vậy đó. Chị ơi, sau khi mà người ta dí ở chung cư bắt đầu là cháy nhà lồi mặt chuột ra, chủ chung cư bây giờ bỏ của chạy lấy người đổ thừa không bồi thường, tiền bạc mất cũng không ai nói gì hết chị ạ. À. Mến gửi chị Lisa thân yêu, em thay mặt cho huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, nhờ chị lên tiếng góp phần ngăn chặn việc đảng đĩ cộng sản làm chuyện vô bổ hòng tham ô, tham nhũng tiền thuế của nhân dân ở huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Hiện nay những tên cộng sản sắp về hưu định kiếm chút cháo nên dở trò đập phá mẹ hết những trường học để mà xây cất trường mới. Dù trong hàng ngũ lãnh đạo của chúng có người ngăn cản, nhưng chúng vẫn nhất quyết thực hiện ý đồ khốn nạn như sau. Chúng viện cớ sát nhập trường nên đập bỏ mẹ hết những cái trường rồi bắt đầu xây lại trường mới. Dù trường cũ mới xây chỉ có vài năm, 3 năm nay, điển hình là trường hợp ở xã Mỹ Lợi B, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.
Nơi đây có 3 cấp học và xây 3 trường riêng biệt lấy tiền thuế của dân, mới xây có 3 năm còn mới tôn là trường mầu giáo, trường tiểu học và trường trung học cơ sở cấp 2. Tất cả 3 trường đều xây mới chưa được 10 năm và vẫn đáp ứng nhu cầu dạy và học của địa phương. Trường tiểu học và mầu giáo nằm sát bên nhau, riêng trường cấp 2 thì bên kia bờ kinh. Trường cấp 1 và cấp 2 đều có một trệt và một lầu. Mỗi trường có thể đáp ứng 600 em học sinh nếu học 2 buổi một ngày chị ạ. À. Chị cũng biết là dân nghèo Việt Nam bây giờ mỗi gia đình chỉ giáo sinh có một con, có nghĩa là tương lai sẽ dư phòng học. Vậy mà đảng Đĩ Cộng sản đã quyết định dời mẫu giáo qua trường cấp 2 để cho những người cấp 2 hạp những em mẫu giáo. Hay là sao mà không biết đi sát nhập lại? Có bao giờ trường mẫu giáo riêng biệt bây giờ kêu sát nhập vô trường cấp 2 rồi cho đập trường mẫu giáo và xây mới một trường khác nối liền từ tiểu học tới cấp 2 tới mẫu giáo, sát nhập cấp tiểu học và cấp 2 để làm một? Chắc chắn sẽ xảy ra những vụ hiếp dâm, ấu dâm. Mà muốn xây mới thì phải mua thêm đất để rộng bằng trường cấp đã nhường lại cho trường mẫu giáo. Trong khi số học sinh mẫu giáo thì quá ít mà trường cấp 2 nhường cho thì quá lớn. Trường mẫu giáo định đập nhưng vẫn khang trang vì mới xây chỉ có 3 năm. Việc chúng làm chẳng mang lợi ích gì cho giáo dục ngoài việc chúng định tham nhũng tiền thuế của người dân ở đây. Bởi vì nó chỉ đập phá ra để hòng kiếm chuyện xây trường mới để bòn rút tiền và kiếm chác. Chị cũng biết nền giáo dục Việt Nam ngày càng xuống hố. Nên muốn thay đổi hiện trạng này, chỉ còn cách duy nhất là lật đổ chế độ độc tài thối nát cộng sản, chứ không phải kiểu đập phá rồi xây mới như thế này được. Em cũng là một thành viên bé nhỏ trong cái đám chó đẻ này, nhưng lời nói của em không thể thay đổi được Bộ Giáo dục và cũng như là trường học ở tại nơi này của những thằng về vườn. Cho nên chúng nó muốn hợp với nhau để được lòng tham của chúng. Em mong chị cất tiếng nói cho toàn bộ Trung ương, cho tất cả thanh tra và toàn dân nói chung và nhân dân huyện Cái Bè nói riêng thấy được sự thối nát của tà quyền cộng sản, nhằm ngăn chặn không cho đập trường học để xây lại mới, để rút tiền của nhân dân. Đây là một sự việc làm tham lam của chúng, tiết kiệm dù chỉ là một ít so với sự tham tàn của hơn 4 triệu con heo cộng sản phá hoại hiện nay. Em cảm ơn chị nhiều, mong chị lên tiếng để cho vào cuộc, đừng để cho chúng nó đập phá trường học ra để tạo dựng xây trường mới để rút ruột nghe chị. Chị Lisa ơi, chị Lisa, em không phải muốn lôi kéo chị vào những cái vụ tàm xàm trẻ con, nhưng mà đi đến nước này rồi thì em mới nói với chị, cho chị biết. Chị ơi, trên mạng bây giờ mọi người đang nhắm tới chị Phi Hằng trên Facebook live stream về vấn đề đất nước rất hay, thu hút nhiều người lắm. Mà bây giờ bọn dân chủ cụi không biết nhận tiền ở đâu mà dựng chuyện lên đất này nọ. Chị nói thật, mấy cái này chị không có muốn nhúng tay vào đưa lên những cái chương trình như thế này. Tất cả những em đấu tranh cho dân tộc Việt Nam có hồn thiêng sông núi chứng giám. Mặc ai nói ngã nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiền ba chân. Mình không làm gì sai, cứ để mặc cho người ta nói. Cộng đồng xã hội mạng người ta hiểu mình như thế nào. Cây ngay không sợ chết đứng. Công cuộc này là công cuộc mà các em đấu tranh cho quê hương Việt Nam để lật đổ chế độ đảng cộng sản. Trên mạng xã hội là truyền thông, bên này nói bên kia, rồi bên kia nhảy đổng lên chửi bên nọ, rốt cuộc để cho bàng quan nhìn thấy cái tôi của các em. Bên nào cũng là có cái tôi cả. Một khi mình đã đấu tranh thì không cần họ phải nói gì, mọi người sẽ nhìn biết. Chỉ cần họ nói mình mà mình quay đầu lại mình chửi người ta, hoặc là mình bắt đầu mình quay đầu lại mình chụp tiếp tục cho người ta, là kể như mình đã mất đi cái chính nghĩa. Cứ để cho họ nói, cộng đồng mạng người ta hiểu rõ mình làm cái gì. Trừ khi nào những tên cộng sản trà trộn vào để mà tìm cách quậy phá thì lúc đó chị sẽ ra mặt. Còn hiện bây giờ chị chưa thấy cái gì hết, thì chị mong rằng tất cả các
em hãy nên tiếp tục đấu tranh. Quê hương Việt Nam đang chờ đợi các em. Các em là những người dám khẳng khái lên tiếng nói như vậy. Nếu còn ở trong quốc nội thì đó là một điều chị rất là ngưỡng mộ. Còn những người ở nước ngoài thì được tự do ngôn luận lên tiếng nói rồi, chị cũng mong phải nhún nhường những người ở trong nước. Nếu mà mọi người có cho các em ở trong nước 1 đồng, 2 đồng, 100, 200, đó là ủng hộ tinh thần thôi. Thậm chí có những người không làm cái gì nhưng mà chỉ lên trên mạng thôi, chị vẫn gửi về chị tặng cho người ta, đó là chị lì xì tấm lòng của người ta. Nhưng mà chị không tiện nói ra tên những người mà chị vấn đề là tặng cho hoặc chị lì xì cho. Chị đâu có cần phải làm cái gì đâu. Chỉ cần có lòng đối với dân tộc Việt Nam, chị đã lì xì, chị đã tặng cho rồi. Sự thật là nó như vậy. Mình làm cái gì lương tâm của mình không hổ thẹn với đất nước. Nên nhớ kỹ rằng hồn thiêng sông núi lúc nào cũng đã nhìn thấy và chứng minh cho những gì mình làm. Mình làm phải, mình không sợ. Còn miệng đời, người ta nói gì thì tùy người ta. Cho nên chị nghĩ rằng chị không có cần phải lên đây để đứng bên này hoặc đứng bên kia hoặc là vấn đề này kia kia nọ. Các em phải nên nhớ kỹ rằng trong công cuộc đấu tranh này, các em phải chấp nhận những điều mà người ta đấu tranh, người ta nói mình cái này, nói mình cái kia. Chị đã nói rồi, một khi các em đã đi vào con đường chánh trị là các em phải chấp nhận những sự oan ức mà người khác không chịu đựng được. Để các em có thể làm một việc mà những người khác ở trên đời không dám làm, các em dám làm. Như vậy các em mới xứng đáng là một người trung can nghĩa đảm và những người làm chánh trị kiệt sức. Còn các em không dám làm những điều mà người ở trên đời làm, hoặc các em không chịu đựng nổi được những điều mà người ở trên đời chịu đựng, thì các em sẽ bị người ta nắm đi. Chỉ cần người ta khích tướng một cái là các em nhảy dựng lên, là người ta đã nhìn biết được cái tôi của mình như thế nào. Đó là cái dở của mình. Ở đây biết bao nhiêu người chửi chị mà chị đều phất tỉnh ăn lê. Các em thấy gần 3 triệu người ở bên trang pay của chị vào chửi chị, lôi cả từ đường của chị ra mà chị vẫn dửng dưng. Các em có chịu đựng được bằng chị không? Các em vào coi thấy rõ ràng gần 3 triệu người vào chửi. Cũng có những người mà ấu trĩ hùa theo để mà chửi. Chị không giận họ mà chị lại thương họ. Bởi sao vậy? Bởi họ không nhìn ra được sự thật. Họ đang sống trong một chế độ tàn bạo. Họ đang sống trong một chế độ độc tài. Có những người vào nói với chị, ủa sao tôi chửi hay là mọi người chửi? Vấn đề là chị mà tại sao chị không có gì hết trơn vậy? Ngày xưa em cũng chửi chị dữ lắm, nhưng mà em thấy chắc bây giờ chị có gốc cổ thụ bự lắm hay sao mà chị dựa vào, cho nên không ai làm gì được chị. Thôi thì bây giờ chị hãy giúp đỡ em, tìm cho em một cái chân nào đó để em làm, rồi em nhớ ơn chị. Chắc là chị cũng gốc bự lắm, cho nên hãy cho em đi vào để mà em vấn đề là nắm một cái chức vụ nào đó đi thì em nhớ ơn chị. Chị ngồi bên đây chị cười sặc sủa. Tội nghiệp tới mức độ như vậy đó. Chửi đã đời rồi, thấy không công an nào, thấy không có chính quyền nào làm được chị, thì quay đầu ra bắt đầu là nan nỉ chị để xin cho chị vấn đề là giúp đỡ cho coi coi có quen biết ai để vô được cái chức vụ nào đó. Sợ đi ra rồi không có công ăn việc làm. Cho nên chị gửi tới tất cả mọi người bên đây cũng như bên kia. Các em nhịn một câu không có chết trong công cuộc đấu tranh này. Người đó có muốn nói cái gì mình cứ nói. Chỉ cần mình sáng như trăng rằm thì mình không sợ. Mọi người biết mình làm cái gì. Dù mọi người không biết thì hồn thiêng sông núi cũng biết mình làm cái gì. Các em đấu tranh hôm nay chính là các em đang chuẩn bị vung bón trồng cho một cái cây để sau này các em hưởng đó. Nhưng mà các em chỉ vì người ta sợ, người ta nói này nói kia rồi các em tự nhiên không thèm vung phân, không thèm chăm bón để cho cái cây héo, thì làm sao các em có trái để các em xài được? Làm sao nó ra hoa, làm sao nó kết quả được? Cho nên khi trồng một cái cây thì lúc nào cũng bị sâu nó đến để nó quấy rầy. Mà một khi cái cây đó đã chịu đựng được, đã chấp nhận được rồi, bắt đầu cái người chịu phó xịt thuốc sâu, chăm bón đừng để cho sâu nó phá hoại, thì cái cây đó nó sẽ lớn mạnh lên. Khi cây lớn lên rồi sẽ tỏa ra cành xum xuê. Khi tỏa ra cành xum xuê thì sẽ trổ ra bông, và bông sẽ kết thành trái. Trái chính thì các em hưởng mà thôi. Chứ các em đấu tranh đây đâu phải đấu tranh cho một thằng A, một thằng B nào mà sợ.
Cho nên chị ở trên đây, cho dù người nào có chửi chị hoặc là đứng bên kia hoặc hội đoàn này, các em thấy có hội đoàn nào chửi chị không? Có tổ chức nào chửi chị không? Có người nào chửi chị không? Toàn là lũ cộng sản cây cú chửi chị, nhưng mà chửi chị mà trong lòng phục chị, bởi chị nói hoàn toàn chính xác. Các em thấy chửi chị mà vẫn vào chương trình của chị mỗi ngày để mà ngồi nghe. Dù biết lời nói của chị rất là đau, nhưng mà họ phải nghe, bởi tội nghiệp họ bị bưng bít thông tin. Họ không biết một cái tin gì cả, cho nên vào đây để nghe những tin tức của chị. Cho nên mỗi khi mà chị vào, chị biết mặc dù chửi chị như vậy, nhưng mà chị vẫn cho chửi, bởi vì lời thật mất lòng, trung ngôn nghịch nhị, thuốc đắng giả tật là ở cái chỗ đó. Làm chánh trị là mình phải như vậy. Mình phải làm sao mà người ta cây cú, người ta vào, người ta nghe rồi từ từ người ta thay đổi đi cái tâm trí của người ta. Cái đó mình mới là hay. Chứ không phải làm chánh trị rồi mình tự mình cao cao tự đắc, ai nói động tới mình thì mình nhảy nhảy trở lên, mình la làng la xóm. Như vậy nó thấp kém lắm. Cho nên chị mong rằng tất cả hai bên phải ngừng những cái trò đấu đá cá nhân lẫn nhau. Các em đấu đá như vậy nó không có lợi cái gì cả. Các em đưa lên càng nhiều những cái bằng chứng, các em cứ tưởng rằng người ta sẽ nghe mình để mà người ta diệt trừ ở bên kia, không có đâu. Người ta vào người ta nghe để người ta nhìn, người ta biết được coi mình là thuộc về như thế nào. Những người mà am tường chánh trị giỏi, người ta thấy hai người mà đấu với nhau, bên đây cắn bên kia chửi bên nọ, bên này chụp bên kia, như vậy người ta bỏ đi ra. Cho nên chị thấy những cái chuyện đó là chị phớt lờ, chị đi ra, chị không có thèm bên nào hết. Bởi vì tất cả hai bên bên nào chị thấy cũng không có làm được cái việc gì gọi là lớn lao cả. Bởi vì cái tôi còn như vậy thì không thể nào làm được chánh trị. Cho nên chị mong rằng hãy quay đầu lại mục tiêu, hãy đấu tranh mạnh mẽ. Ai nghĩ xấu các em, nhưng mà chị Lisa không nghĩ xấu các em là được. Còn nếu các em giả bộ tạo điểm trước mặt của chị, nhưng mà sau lưng lại là chỉ điểm làm việc cho Việt Cộng, lương tâm các em cắn rứt. Hồn thiên sông núi sẽ thấy được những hành động của các em, để sau này các em phải trả một cái giá thật đó. Còn đối với chị, những người nào lên tiếng đấu tranh chị đều ủng hộ. Cho dù chị biết rằng ở trên mạng này sẽ có những người giả bộ đấu tranh, giả bộ lấy hình nền là cờ vàng ba sọc để mà vào kêu chị cung cấp tin tức này, cung cấp tin tức nọ, thậm chí xin chị để gia nhập. Nhưng mà chị đâu có thể nào chị để mắc mưu như vậy được. Cho nên chị nói thôi em tự tìm nhóm của em chín người đi, rồi lúc đó làm được việc gì chị sẽ hậu thuẫn. Sau đó nó nói em đâu có tìm được, bây giờ chị phải tìm cho em đi. Chị nói chị không tìm được, nếu chị tìm người đó lỡ là cộng sản nằm vùng thì lộ ra, thì sao này em đổ thừa chị sao? Cho nên em hãy nên từ từ tự tìm kiếm cho mình. Chỉ cần từ 1 tới 3 người hoặc là từ 1 tới 9 người là đủ rồi em, không cần nhiều. Bắt đầu nó theo, nó dò dẫn chị hoài, nó giao, nó ngồi, nó khai thác, nó kêu chị cho nó vô trong cái nhóm này, vô nhóm kia. Chị nói người ta đủ người rồi, không cho vô được. Là quay đầu ra chửi bỉ mẹ mày ra đồ thứ phản động mẹ nó ra, mày về đây là tao bắt mày nát óc nó kia. Chị ngồi chị cười sằng sặc luôn, chị nói trời ơi là trời, thử cái dài cao lộ mẹ hết rồi. Cho nên đừng có hòng mà qua được cặp mắt của chị. Chị nhìn chị biết hết. Các em đừng có sợ nha. Đừng có sợ là người này nói chị Lisa nghe, người kia nói chị Lisa nghe. Chị nói thật, nói về cá nhân chị không nghe bên nào hết. Chị không có nghe bên nào hết á. À, chị chỉ coi cái hành động người đó đấu tranh, chị coi những lời nói người đó đấu tranh như thế nào cho công cuộc này, chứ chị không nghe bên này, không nghe bên kia. Cho nên đừng gửi chị ba cái tin này nữa, chị không có muốn nhúng vô. Chị nói lần này là lần cuối cùng. Các em thấy như Quỳnh Quốc Huy ngày xưa chị cũng lên tiếng, chị cũng nói vậy, nhưng mà sau này người ta bắt đầu đấu tranh rồi lên những cái live stream, bây giờ chị cũng đâu có thèm nói để làm gì. Mặc dù chị không nói, nhưng mà bên trong chị vẫn kêu mọi người hãy ủng hộ anh ta để anh ta tiếp tục lên những cái tiếng nói. Con người ai cũng có sai cả, ngay cả chị cũng có sai. Chỉ cần mình cầm chén cơm lên mình cũng có thể mình sai rồi. Mình cất bước đi mình cũng đã sai rồi. Mình đi như vậy mình đạp bao nhiêu côn trùng ở dưới đất, cứ cho mình không sai nhưng mà chính đó là mình sai đó. Mà mình đâu biết được. Mình uống một ngụm nước bao nhiêu vi khuẩn nó vào người của mình giết bao nhiêu mình cũng đã sai rồi. Cho nên không ai toàn vẹn được. Không ai đúng hết,
Không ai mà vấn đề là kêu bằng đó là mẹ nó ra, vấn đề là không có sai ở trên đời. Nhưng mà cái quan trọng sai biết sửa. Chỉ vậy thôi. Mà khi người đó đã sửa rồi thì chị không bao giờ chị đó động tới. Hãy để cho người ta một con đường để người ta dấn thân vào. Nếu người đó vẫn còn có cái tâm để đấu tranh mà chị vẫn tiếp tục để vì cái thù hận mà chị cứ dịp cho người ta không còn lên tiếng nói nữa thì chị có tội với non sông, có tội với hồn thiên sông núi. Bởi người ta đã quay đầu, người ta đã muốn dấn thân thì mình đừng nên đưa người ta vào con đường cùng. Công cuộc này mình cần thêm rất là nhiều bạn chứ mình không có cần thù đâu. Đảng Cộng sản nó tuyên truyền, nó nhồi sọ người dân ở trong nước. Các em thấy rõ ràng biết bao nhiêu người dân ở trong nước u mê đi theo nghe lời của Cộng sản, mặc dù họ là nạn nhân đó. Có bao nhiêu người đếm trên đầu ngón tay để mà tìm ra được sự thật, để mà nhìn thấy được sự độc tài của Đảng Cộng sản đâu. Cho nên may mắn có được một anh bạn, có một tuổi trẻ nào đó mà người ta nhìn ra được Cộng sản thì mình phải nên kết họ làm bạn, phải tương trợ lẫn nhau. Việt Nam Cộng Hòa cũng là huynh đệ chi binh vậy, cũng là đoàn kết với nhau, cũng giúp đỡ với nhau, hãy học những cái gương đó. Cho nên trong cái công cuộc đấu tranh này, chỉ mong rằng tất cả mọi người, có thể chúng ta không bằng lòng hoặc chúng ta không có nghe được cái lời của người đó, nhưng mà chúng ta cũng đừng bao giờ đánh phá người đó, hãy để cho người đó đấu tranh có lợi cho công cuộc chống cộng, là mình cứ để cho họ đấu tranh. Mình không thích thì mình không nghe, mình không thích thì mình không vào, mình không thích thì mình không tham gia, mình coi. Nhưng mà những người nào mà giả bộ đấu tranh để làm một cái điều gì đó có lợi cho Cộng sản, có hại cho công cuộc đấu tranh thì lúc đó mình mới lên tiếng. Chỉ vậy thôi. Đó là điều chỉ vậy thôi. Công cuộc đấu tranh nó dễ như vậy, nhiều người nói khó, chị thấy đó chả có gì khó cả. Nha. Thôi hôm nay chị có vấn đề là kêu bằng là tản mạng những cái lời lẽ như vậy chị gửi gắm tới. Chị mong rằng trên cái mạng xã hội này tất cả mọi người hãy cùng nhau để mà hướng đến Cộng sản. Thời buổi nó đã rất là chín mùi rồi. Hãy cùng nhau để mà dấn thân. Ai ai cũng đều có vấn đề là bổn phận với non sông, với đất nước là chị vui rồi. Nha. Rồi. Hello chị Lisa. Hôm nay tiếp tục có tin nóng về chính trị ở trong đất nước Cộng sản. Chị ạ. Chứng khoán của Đảng Đĩ Việt Cầm tiếp tục giảm mạnh trong phiên sáng nay. Vào ngày 11 tháng 5, 2018, ngay từ lúc mở phiên giao dịch, thì chứng khoán đã giảm mạnh tới 1,6% và vẫn giảm cho tới lúc giữa phiên. Chỉ trong phiên sáng nay thôi mà sàn chứng khoán của Đảng Đĩ Việt Cầm đã mất tới 18 điểm, đẩy sàn xuống gần sát mốc 1.000 điểm. Các mã số lớn như là Vinamilk, Masan Bảo Việt, ACV, Bia Sài Gòn, Petrolim đều giảm hết nên kéo sàn xuống theo. Tài Việt là bán tháo ào ào chứ không dám mua vô trong phiên sáng hôm nay chị ạ. Công nhận chị trù ẻo tụng kinh linh nghiệm vô cùng nên làm giá cổ phiếu giảm sâu không ngóc đầu lên nổi gần cả tuần nay từ hồi thứ hai tới bây giờ chị ạ. Hậu quả là suýt chút nữa đã xảy ra sập sàn chứng khoán vì giá xuống gần sát mốc 1.000 điểm. Tổng thiệt hại chỉ tính trong phiên sáng nay đã lên tới 3 tỷ đô la. Đảng Đĩ Việt Cộng ép tin này không dám đăng báo cho toàn dân Việt Nam biết. Coi như đốt cháy hết đống tiền mà Nguyễn Xuân Phúc Thủ tướng mới bơm vào trong thị trường chứng khoán vào hôm thứ hai đầu tuần. Bây giờ đã tiêu tùng gì à? Nhưng quan trọng nhất là sàn Việt Cộng đã bị đánh xuống tới sát mốc 1.000 điểm và nhà đầu tư không còn tin tưởng vào chứng khoán của Đảng Đĩ Việt Cộng nữa mà đang rút tiền ra ào ạt. Tình hình chứng khoán Việt Cộng lúc này đang rất là nguy kịch, có thể bị sập sàn, bán tháo ào ạt bất kỳ lúc nào. Vì vậy, lúc này người dân phải ngưng mua cổ phiếu và phải ngay lập tức bán ra hết cổ phiếu để tránh bị thua cháy túi khi sàn chứng khoán bị sập. Đây là ngày hôm nay chứng khoán tiếp tục đỏ sàn, đã thua cháy mẹ hết từ hồi thứ hai Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã bơm vào, đã tiêu tùng. Đấy. Giữa lúc chứng khoán đỏ lửa thì Hội nghị Trung ương 7 cũng nóng rực với cuộc chiến tay đôi của phe Trọng Lũ và Trần Đội Quận. Sau khi bị thua liên tiếp và bị cà phê công an cười nhạo thì Trọng Lũ điên tiết nên cho phản công ào ạt để mà gỡ thua, gỡ nhục
và cân bằng thế trận với phe Trần đội quân. Trọng Lũ cho tung một lượt tới ba con át chủ bài là Vũ Nhôm, Phan Hữu Tuấn và Phan Văn Vịnh ra sân chơi để đập trực diện vào phe công an Trần đội quân. Trọng Lũ cho phát lời khai của Vũ Nhôm, Phan Hữu Tuấn và Phan Văn Vịnh lên cho cả Trung ương Đảng nghe. Rồi sau đó giật dây cho đám đàn em lên chất vấn Trần Đại Quang để buộc Trung ương tấn công tới tấp vào Trần đội quân. Hậu quả là cả Trung ương Đảng liên tiếp tấn công vào Trần đội quân từ sáng sớm hôm nay cho tới khuya, làm thằng Trần đội quân mệt như tử tới nỗi không đứng vững, nói không ra hơi. Phe quân đội, phe Trầm Lũ, phe Phát Niệm liên tục tấn công trực diện vào Trần đội quân sau 3 ngày bị Trần đội quân tung hoành ở trên Đại hội Trung ương Đảng kêu kê khai tài sản của Trầm Lũ. Và đất suốt từ 8 giờ sáng cho tới gần 12 giờ khuya mới kết thúc cuộc chơi. Phe Trầm Lũ muốn dùng 3 con chủ bài để đánh sập uy tín của bên Bộ Công an, đặc biệt là Trần đội quân cầm đầu, nhằm ép Trung ương Đảng phải miễn nhiệm thằng Trần đội quân. Tình thế bắt đầu cho thấy đã đảo ngược vào giờ chót, vì Trần đội quân và phe công an bị Trầm Lũ đánh trúng tử nguyệt nên bị tê liệt hoàn toàn, hết dám tấn công gì được mà chỉ còn ôm đầu chịu đòn suốt cả ngày họp thứ tư, tức là vào ngày 10 tháng 5 hôm qua. Phe Trầm Lũ coi như đã gỡ được 3 bàn danh dự nên tỷ số lúc này được rút ngắn xuống còn 3-4 cho phe Trầm Lũ trong ngày họp thứ tư. Trận đấu trở nên vô cùng căng thẳng vì tỷ số lúc này rất là xích sao và đội quân đang rơi vào thế bí và thế kẹt. Trong khi hội nghị chỉ còn 2 ngày nữa là kết thúc, với tình hình này thì sẽ có bất ngờ xảy ra vào ngày chót, vì phe Trầm Lũ đã nắm lại thế thượng phong. Nếu trận đấu kết thúc với tỷ lệ hòa thì Trầm Lũ nhổ được Trần đội quân, thì phần thắng vẫn nghiêng về phe Trầm Lũ và Trầm Lũ sẽ chiếm trễ nắm tổng bí thư cho hết nhiệm kỳ, và phe công an sẽ rơi vào thế ngàn cân treo sợi tóc. Phe công an thấy Trần đội quân bị phe quân đội tấn công ác liệt thì lập tức tung đòn độc ra thêm để triệt hạ tổng cục hai quân đội. Đó là Trần đội quân lại gọi điện cho vợ của Trịnh Xuân Thanh để mớm cung sắp đặt lời khai nhằm mượn tay đức tiêu diệt luôn tổng cục hai phen này. Trần đội quân giật dây cho vợ của Trịnh Xuân Thanh phải khai trước tòa là tổng cục hai đã dùng mỹ nhân kế để dụ Trịnh Xuân Thanh ra mặt rồi bắt cóc đưa về Việt Nam nhằm gài tổng cục hai vào đường chết phen này. Vợ của Trịnh Xuân Thanh nghe lời nên đã khai trước tòa là tổng cục hai sử dụng cô Đỗ Thị Thanh Phượng từ bên Việt Nam qua để làm mỹ nhân kế nhằm dụ Trịnh Xuân Thanh đi vào nơi mật vụ của Việt Cộng răng bẫy để mà bắt cóc, để giúp cho Việt Cộng có thể bắt cóc Trịnh Xuân Thanh dễ dàng và nhanh chóng. Cô Phượng này mới vừa tròn 23 tuổi, tuổi em còn xuân như là bông hoa mới nở, cho nên Trịnh Xuân Thanh không kìm lòng được mà phải ra gặp cô Phượng chỉ vừa tròn 23 tuổi, còn trẻ đẹp và đang làm ở bên Bộ Công Thương, cho nên Tổng cục 2 mới dùng cô này để thực hiện mỹ nhân kế. Vợ Trịnh Xuân Thanh khai ra là đã nghi ngờ Trịnh Xuân Thanh có gian díu ngoại tình với cô Phượng này rồi, nhưng không biết là cô Phượng qua Đức vào tháng 7 năm 2017 và không biết hai người đã hẹn hò tại khách sạn ở Berlin. Sau khi Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc
thì vợ của Trịnh Xuân Thanh mới biết là hai người hẹn hò ở tại khách sạn và Trịnh Xuân Thanh đã làm tình với cô Phượng này. Sau khi làm xong rồi thì ra khỏi khách sạn đã bị răng lưới và mật vụ đã bắt cóc được Trịnh Xuân Thanh. Rồi sao biết cô này là do Tổng cục 2 đưa qua để làm mỹ nhân kế? Thế là Đức bắt đầu đưa Tổng cục 2 vào sổ đen để cho điều tra xử tội phen này. Vì có lời khai từ vợ của Trịnh Xuân Thanh và có video ở khách sạn mà Trịnh Xuân Thanh và cô Phượng hẹn hò. Nguyên nhân mà vợ của Trịnh Xuân Thanh phải tiếp tục giúp phe công an là vì Trần Đội Quần hứa là sẽ cho vợ của Trịnh Xuân Thanh gọi Skype qua để gặp Trịnh Xuân Thanh và hứa là sẽ không dám đánh đập gì Trịnh Xuân Thanh. Nên vợ của Trịnh Xuân Thanh mới giúp phe công an gài phe quân đội vào đường chết chung. Ngoài ra vợ của Trịnh Xuân Thanh còn ghen với cô Phượng vì tại cô này dụ dỗ nên Trịnh Xuân Thanh mới ló mặt ra để cho mật vụ việc cầm bắt. Đây là đòn tâm lý chiến của phe công an để lợi dụng vợ của Trịnh Xuân Thanh mà đập phe Tổng cục 2 quân đội để trả thù. Bây giờ phe công an bị Đức đập tan nát thì cũng phải kéo cho phe quân đội bị đập tan nát theo luôn để mà trả thù cho bộ tức. Phe Tổng cục 2 bị phe công an chơi cho một vố này thì giận lắm và vợ sợ vô cùng vì Đức có thể dẹp luôn đường dây tình báo kinh tài của Tổng cục 2 ở bên Âu Châu. Vì cả phe quân đội thiệt hại nặng nề, ăn cám cả bầy phen này. Vì phe quân đội có rất nhiều mối làm ăn ở bên Đông Âu với giá trị lên hàng tỷ đô la mà giờ đổ bể hết thì quân đội mất tới tiền tỷ đô la và sẽ gặp đủ thứ khó khăn trong việc mua sắm vũ khí. Phe thân Nga cũng vô cùng bất mãn với phe công an vì phe công an chơi thấu cái kiểu này thì chính các mối làm ăn của họ bên Đông Âu cũng bị dẹp sạch sành sanh, gây thiệt hại hàng tỷ đồng, hàng tỷ đô la. Phe công an đã gây thù quá sâu với phe quân đội và phe thân Nga phen này. Nên trong hội nghị và sau hội nghị 7 này thì hai phe sẽ bị hai bên trả thù khốc liệt chứ không để yên. Đây là hình ảnh mà con Phượng chim mồi. Em mới vừa tròn 23 tuổi làm ở tại Bộ Công Thương và đã qua để mà tìm cách nói chuyện với anh Trịnh Xuân Thanh. Tình báo của Việt Cộng là như vậy đó. Vợ của Trịnh Xuân Thanh đã cho biết đây là cô mà từng gian díu với Trịnh Xuân Thanh, cho nên dụ Trịnh Xuân Thanh qua để mà bắt cóc. Thời gian không cho phép, Lisa sẽ tiếp tục những tin tuyệt mật vào ngày mai. Thân ái, chào quý vị và các bạn thân mến. Bye bye.